Vào hôm 9 tháng 8 năm 2022 vừa qua, hãng Toyota đã chính thức vén màn thế hệ mới của dòng sedan giá rẻ Yaris Atip ở thị trường Thái Lan. Cũng trong sự kiện này, hãng cũng đã công bố ngừng sản xuất Toyota Vios ở Thái Lan. Tại thị trường Thái Lan, hãng Toyota vốn phân phối hai mẫu sedan cỡ bề khác nhau, đó là Toyota Yaris Atip và Vios. Trong đó, Yaris Atip là phiên bản sedan của mẫu xe hatchback hạng B Yaris và có giá rẻ hơn Vios. Trên thực tế, Yaris Atip ở Thái Lan chính là Vios bán ở những thị trường Đông Nam Á, khác như Việt Nam. Trong khi đó, Toyota Vios tại Thái Lan lại có thiết kế giống với xe đời cũ ở Trung Quốc. Trong sự kiện ra mắt Yaris Atip 2023, ông Surosek Suthongwan, phó chủ tịch Toyota Thái Lan, tiết lộ hãng đã ngừng sản xuất mẫu xe Vios được một thời gian. Toyota Thái Lan dự định sẽ xuất khẩu Yaris Atip ra 35 thị trường trên toàn cầu để thay thế Vios trong thời gian tới. Hiện chưa rõ liệu Toyota Vios tại Việt Nam có bị đổi tên thành Yaris Atip hay không, bởi Vios tại Việt Nam vốn là xe lắp ráp nội địa thay vì nhập khẩu từ Thái Lan. Cách đây không lâu, trên mạng xã hội đã xuất hiện đoạn video quay cảnh các công nhân tại nhà máy Toyota Indonesia nói lời tạm biệt với Vios. Trong đoạn video này, các công nhân tại nhà máy đã cầm những tấm biển ghi dòng chữ Sayonara Vios, tạm dịch, tạm biệt Vios, và cảm ơn Vios vì đã là một phần trong lịch sử thành công của nhà máy 2. Khi được phóng viên hỏi, ông Bob Azam, giám đốc quan hệ đối ngoại của Toyota Indonesia, tỏ ra do dự và không tiết lộ nhiều thông tin. Ông chỉ khẳng định rằng Toyota vẫn còn xe Vios để bán cho khách hàng Indonesia. Lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2002, cái tên Toyota Vios đã có mặt tại thị trường Thái Lan được gần 20 năm. Tại thị trường này, Toyota Vios có doanh số thấp hơn nhiều so với người anh em Yaris Atip. Theo đó, doanh số trung bình của mẫu xe này chỉ đạt khoảng 300 chiếc một tháng. Trong nửa đầu năm nay, hãng Toyota mới bán được 1.829 chiếc Vios cho khách hàng Thái Lan. Con số tương ứng trong cùng kỳ của Toyota Yaris Atip là 10.648 xe. Tại thị trường Thái Lan, Toyota Vios có 3 phiên bản với giá bán dao động từ 609.000 đến 789.000 baht, khoảng 394 đến 511 triệu đồng. Trong khi đó, Toyota Yaris Atip 2023 có 4 phiên bản và giá bán từ 539.000 đến 689.000 baht, khoảng 349 đến 446 triệu đồng. Tuy đắt hơn nhưng Toyota Vios tại Thái Lan đã lâu không được nâng cấp. Do đó, trang bị của Toyota Vios thua kém khá nhiều so với Yaris Atip 2023. Cụ thể, Toyota Vios bản cao cấp nhất tại Thái Lan được trang bị đèn pha LED, đèn hậu LED, giải đèn LED định vị ban ngày, đèn sương mù LED, vành hợp kim 16 inch, ghế bọc da pha da tổng hợp, màn hình đa thông tin trong bảng đồng hồ, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 7 inch, 4 loa và điều hòa tự động. Các tính năng an toàn của Toyota Vios tại Thái Lan gồm có hai túi khí trước, camera lùi và hệ thống cân bằng điện tử. Xe không hề có camera 360 độ, các cảm biến hay hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense như Toyota Yaris Atip thế hệ mới. Động cơ của Toyota Vios tại Thái Lan là máy xăng 4 xi lanh thẳng hàng, dung tích 1.5 lít, sản sinh công suất tối đa 108 mã lực tại tua máy 6.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 140 Nm tại tua máy 4.200 vòng trên phút. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT giả lập 7 cấp số. Với động cơ kể trên, Toyota Vios không được liệt vào phân khúc xe thân thiện môi trường, Eco-Car tại Thái Lan như Yaris Atip. Do đó, xe cũng không được hưởng các ưu đãi của chính phủ như người anh em của mình.